lên nào tiến lên trương phong ý anh là gì tôi là phu nhân chủ tịch anh là phó tổng có quyền gì ngăn tôi nhường đường nhường đường cô châu long phi mới vắng mặt cô đã dùng danh nghĩa thừa kế muốn kiểm soát cả công ty cô thật nực cười ha ha mất tích hai tháng rồi còn không có tin gì anh ấy mất rồi tôi và long phi đã kết hôn ở mỹ việc kiểm soát công ty là quyền của tôi cô bảo mất rồi có bằng chứng không đây là giấy chứng tử ở mỹ mở mắt ra mà xem anh tôi không tin trương phong tôi đã thuê luật sư rồi ba ngày nữa chính thức chuyển giao tài sản đến lúc đó tập đoàn Long Phi và tòa nhà này, từng cái đều là của tôi. Đừng hòng. Long Phi là bầu trời của tập đoàn, dù phải dốc toàn bộ tiền của tập đoàn, cũng phải tìm được chủ tịch. Chỉ còn 3 ngày xem anh tìm thế nào, bằng mọi giá phải được chủ tịch, đưa ông ấy về đây. Các người giám sát cho tôi. Lão Sử Đây là kẻ cơm ăn xin. Người yếu thế kia, làm ăn được gì, anh còn giữ lại, ôi, nói nhỏ thôi long phi rất giỏi rất hiểu chuyện em nói là ăn xin trước mặt họ làm tổn thương họ đó đi xin ăn lượng rác để sống tự trọng gì nữa anh nhặt nó về là phúc của nó rồi nói ít đi mà này làm gì thế sao đưa tiền cho nó mang lại đây ôi long phi chăm chỉ làm cả tháng rồi đấy tiền lương phải trả chứ còn trả lương một kẻ ăn mày có cơm ăn áo mặc là tốt lắm rồi anh là thấy mình nhiều tiền à mang lại đây qua wow đây tôi còn phải mua sữa cho cháu trai đi đi vũ nhược không sao chứ bà lý làm gì thế nuôi ông tay áo mà cô bênh vực hắn thì lấy hắn đi cũng đúng kẻ câm đến với kẻ câm hợp lắm đó ha tôi không đồng ý nó không phải con bà mà là con của tôi đây là việc cả đời của nó có gì không đồng ý bảo hắn làm rể còn hơn gả ra ngoài còn phải chia tài sản cút đi Người ăn xin này, không thiếu tay chân, chỗ nào không xứng với con ông. Lấy anh ấy, có hạnh phúc không, ai đảm bảo được, vậy thì đuổi đi, bà. Ba, con tin tưởng Long Phi, con nguyện gà. Chỉ có ở đây mới không lo cơm ăn, tôi mới có cơ hội phục thù, một tổng tài như tôi, cưới một người cơm sao. Tốt ngày mai tổ chức đám cưới luôn. Không cần làm to, để tránh bị cười chê. Ai nhanh làm tiệc thôi nôi cho cháu tôi tôi đang bận nhanh làm đi đó ôi sao cô tốt như vậy long phi giờ anh là chồng em cũng là chỗ dựa duy nhất của em chỉ cần anh không ghét em là câm em nguyện phục vụ anh suốt đời Anh thật tốt, chồng yêu. Miễn là em thích anh sẽ mua. Tôi tự làm. Cứ xem TV đi. Thông báo đặc biệt, doanh nhân nổi tiếng, chủ tịch Trương Long Phi, đã mất tích hơn 2 tháng. Tập đoàn Long Phi thông báo phát thưởng, 50 vạn nếu ai có thông tin, nếu phát hiện ông ấy thì sẽ nhận được 20 triệu. Long Phi anh giống hệt chủ tịch trên TV, tiếc là tôi không phải nếu không em, sẽ được hưởng phúc rồi. May mắn anh không phải, nếu không làm sao em xứng. Chỉ cần ở bên anh, dù cả đời, sống ở đây, em cũng vui lòng. Vì đã là vợ chồng, tôi sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt. Long Phi, em tin anh, em sẽ là một người vợ tốt, sinh con cho anh. Tin mới nhất, 3 ngày sau, tài sản của tập đoàn Long Phi, do cô Châu kế thừa. Đám cưới của chúng ta vội vàng, Em chưa chuẩn bị nhiều, chỉ có thể mua cho anh cái này. Đây là lần đầu em tặng quà, mong anh không chê. Em đã tải mục tin nhắn rồi, anh đăng nhập đi, như vậy giao tiếp cũng tiện hơn. Từ nay anh là trụ cột gia đình, đây là tiền em tiết kiệm được, tổng 50.000. Giờ giao cho anh. bà xem này, hai đứa nó kết hôn cũng nên trả lương cho họ, bọn chúng cũng cần chi tiêu vài thứ. trả lương gì, cho ăn uống là được. hai người câm không rời khỏi cửa, cần tiền làm gì, còn phải trả nợ. cậu ba thì chi phí sinh hoạt, còn cháu nội tôi nữa, cái gì cũng cần tiền, tiền đâu ra cho họ? thật là cửa hàng này tiết kiệm được, là nhờ hai đứa nó làm không công, nực cười không. dù họ đi làm thuê, tháng cũng được vài ngàn, ở nhà làm không công có vô lý không họ mà đi làm được ra ngoài ấy chẳng nói được gì ai lại cần đã lo cái ăn cái mặc còn lo cả đám cưới phải biết đủ còn muốn trả lương nằm mơ đi bà lý bà quá đáng con trai bà dù không phải con đẻ của tôi nhưng tôi vẫn nuôi nó ăn học mua nhà cưới vợ tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình vũ nhược cũng là con tôi mà bà đối xử sao tôi không nói hôm nay tôi muốn làm tròn trách nhiệm của mình với con cái tôi cái cửa hàng này, tôi sẽ để lại cho, hai đứa nó, tôi làm công cho hai đứa nó. Đừng có mơ, con gái gả đi như nước hất đi, muốn chia tài sản, nằm mơ đi. Trương Long Phi, thằng vô ơn, tôi tốt bụng nhận anh, anh lại, xúi dục vũ nhược, chia tài sản, đồ vô ơn. Lúc đầu nên để anh chết đói. Không nhận anh vào, này. Làm gì thế, bệnh nhân tức giận đột ngột, lên cơn đau tim, phải phẫu thuật ngay, chi phí chữa trị khoảng 50 vạn. Người nhà hãy suy nghĩ đi. Lão sử, dậy đi. Bệnh viện, có quy định của nó, mọi người hãy tự nghĩ cách. Bệnh nhân này, không thể chậm trễ được nữa, không sẽ không cứu được. Kẻ vô ơn để lại đồ tôi đã mua, còn anh cút đi. Mẹ xin mẹ đừng đuổi Long Phi đi, Bố đang nguy kịch, cứu người quan trọng hơn. Cứu, cứu bằng cái gì? 50 vạn đấy, tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chẳng lẽ phải liên lạc với Trương Phong sao? Mấy người liệt kê, tài sản cho tôi thật rõ ràng. Thiếu một xu, các người phải vào tù. Một giờ nữa, chuyển 2 tỷ cho tôi. Trương Tổng không hay rồi. Châu Hân đã ở đây. Để sao kê tài sản? Chưa có tin tức gì sao? Không có à? Trương Tổng mau nghĩ cách. Công ty sắp đổi chủ rồi. Long Phi ơi! anh đang đâu vậy anh không quay lại anh sẽ mất trắng đấy châu hân sẽ chiếm hết tôi không có tiền mẹ ơi tiền có thể kiếm lại nếu ba mất chúng ta cũng hết cút đi cứu người muốn kiếm tiền thì tự cô đi bảo anh ta đi bán máu bán thận quỳ có ra tiền không? Cô không muốn, thì cứ đợi ông ta, chết đi. Bà nói gì? Vô nhân tính. Anh. Biết nói rồi. Bệnh của ba, tôi sẽ chữa. Và từ hôm nay, tôi sẽ không để. Ai bắt nạt nữa? Biết nói thì có gì ghê gớm. Một kẻ ăn xin, không có một xu, thì kiếm được 50 vạn phí không? Phong ca. Là tôi. Long Phi. Chủ tịch, anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón ngay. Phong ca tôi không tiện lắm, tôi cần 50 vạn phí điều trị, tôi gửi tài khoản trước, anh hãy chuyển tiền. Long Phi à, có chuyện gì sao? Anh có biết 10 phút nữa anh không về thì cả tập đoàn sẽ bị châu hơn kế thừa. Phong ca tôi gặp nạn, bị thương nặng, hiện đang điều trị. Phong ca. Khởi động kế hoạch đi. Cái gì? Long Phi. Một khi khởi động kế hoạch, cổ phần của anh sẽ bị chia nhỏ, sẽ phân chia cho tất cả các quản lý cấp cao, cổ phần sẽ chỉ còn không quá 10%, làm theo lời tôi, đây là cách duy nhất. Ngoài ra, tôi sẽ viết thư công khai, tiết lộ sự thật, anh công bố ra ngoài. Được, tôi sẽ làm ngay. Khởi động kế hoạch. Chỉ có thế, người không biết, còn tưởng anh giỏi lắm bệnh viện chỉ nhận tiền mặt Không có tiền, nói gì cũng vô ích Sao bà biết, tôi không được tiền, thôi đừng khoác lác 3 phút, nhanh lên nào, còn 5 giây nữa Kế hoạch được khởi động, phân chia cổ phần đã hoàn tất Kế hoạch khẩn cấp, ưu tiên hơn hết thảy Tài khoản của tôi cũng bị hạn chế Làm gì đó, các người, sao chậm chạp vậy hả Muốn chết à, vì họ không có quyền chủ tịch lập kế hoạch khẩn cấp từ khi thành lập phòng ngừa trường hợp xấu một khi khởi động sẽ lập tức phân chia lại cổ phần tài sản của long phi sẽ được sắp xếp lại trong thời gian này bất kỳ ai cũng không được can thiệp trương long phi anh luôn phòng bị tôi chuyện chưa xong đâu hãy chờ xem cô hãy chuyển 50 vạn vào một tài khoản dưới danh nghĩa tiền thưởng cung cấp tin tức nếu không phải sử vũ nhược mang anh về thì tôi đã bị lừa Đừng nói ba phút. Cho dù cho anh 3 năm, anh cũng không kiếm được 50 vạn, chỉ có cô gái ngốc này, tin lời nói dối đó thôi. Đừng giả vờ nữa. Tài khoản nhận được 50 vạn. Vũ Nhược, tôi đã hứa sẽ không để ai bắt nạt em mà. Chúng ta đi chữa bệnh cho bố thôi. Sao có thể lão sử cuối cùng ông cũng tỉnh, lo chết đi được. Bà lo là chưa khiến tôi tức chết thì có. Ông nói gì vậy, già lầm cẩm rồi, đồ vô tâm. Phẫu thuật này hết 50 vạn đó, tôi vẫn cứu ông thay. Thật sự tốn 50 vạn. Tiền đã tiêu rồi, còn không tin nữa. Bà lý tôi. Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Thực ra lần này cãi nhau, cũng là lối của tôi nhưng mà vũ tình vẫn chưa lấy chồng ông đã chia cho vũ nhược cũng là do tôi hấp tháp khiến ông tức giận ông đừng để bụng chuyện nhà hàng tạm gác lại đợi vũ tình lấy chồng rồi tính long phi đâu nó nói là đang tập hồi phục nhưng tôi thấy là đang trốn việc thì có ba ngày rồi thư đã đến rồi sao chưa hành động chẳng lẽ trương phong có vấn đề muốn rèn sắt phải cứng rắn muốn vươn lên phải cố gắng hai tỷ cuối cũng được giải tỏa vậy bắt đầu chơi chứng khoán trước không gọi điện gì mình chắc đang nghĩ đến cổ phiếu của tập đoàn chứ gì trương long phi à anh chết thì tốt Phong ca Công ty vẫn ổn chứ Long Phi à Châu Hân với cổ phần của anh Vẫn chưa từ bỏ đâu Đang rủ rỗ cổ đông Để hủy bỏ phương án khẩn cấp Ngoài ra Hợp tác với nước man sắp hết hạn Nhưng bên đó chỉ muốn Làm việc với anh Phong ca Tôi vẫn chưa hồi phục Công ty nhờ anh rồi À đúng rồi Trước khi tôi quay lại Đừng để ai động đến tài sản của tôi Về phía nước man Ngày mai hãy sắp xếp một cuộc gọi video tôi sẽ đàm phán chuyện này long phi à anh ở đâu hãy cho tôi biết để tôi đến đón không cần đâu hẹn vào lúc hai giờ ba phút chiều mai được rồi tôi mệt rồi tắt máy đây tiểu triệu trương tổng lập tức thông báo đặt lịch với man quốc để đại diện các nước họp video lúc hai giờ ba phút chiều mai chủ tịch sẽ đàm phán chủ tịch quay về rồi sao đừng hỏi nhiều làm theo sự sắp xếp của tôi ngoài ra thông báo cho các phòng mọi người cùng tham dự cuộc họp diễn ra tại phòng họp lớn đi đi khoan đã gọi cả châu hân nhưng đừng nói với cô ta về cuộc họp video mọi người cuộc họp hôm nay rất quan trọng liên quan đến tương lai của tập đoàn một lát nữa sẽ có cuộc gọi video xin chào long phi lâu rồi không gặp không thể nào không thể nào cô châu sao vậy cô không khỏe à chào joseph lâu rồi không gặp peter và helen vẫn ổn chứ xin chào long phi tôi đã gọi cho anh nhưng điện thoại anh tắt máy và trông anh gầy đi nhiều có chuyện gì sao Peter được nghỉ phép, muốn sang Long Quốc, đang định tìm anh đây. Mấy tháng trước tôi gặp tai nạn, bị thương nặng, giờ đang điều trị, e rằng không thể xuất viện ngay được. Xin lỗi giúp tôi nhé, thật sao, đúng là xui xẻo, chúc anh sớm hồi phục. Anh ta đã uống rượu độc, chính tay tôi đã đẩy xuống lầu mà. Chủ tịch, hôm nay đã sắp xếp, đàm phán với Man Quốc, nhưng có nhiều tin đồn. Tôi buộc phải tổ chức cuộc họp này, mục đích là để chấn an các cổ đông về tập đoàn Long Phi. Xin hãy thứ lỗi. Anh làm rất tốt, nhưng lúc này, tôi sẽ nói vài lời, về cổ phần của tôi trong công ty, anh không phải là Long Phi, anh là giả mạo. Anh không có quyền xử lý cổ phần. Châu Hân sao ở đây? Trương Phong đã sắp xếp, chẳng lẽ họ thông đồng? Trương Phong cổ phần chỉ kém tôi 5%, với tình cảnh hiện tại, không nên gây thù với Trương Phong, dù không lấy lại được, cũng không thể để họ được lợi. Cô Châu. Không được làm ồn trong phòng họp, Châu Hân món nợ giữa chúng ta sẽ tính sau bây giờ là cuộc họp nội bộ cô không có tư cách ở đây tiểu triệu gọi bảo vệ vào cô châu xin người ra ngoài không hắn là giả mạo hắn là kẻ lừa đảo đừng để hắn lừa bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài sau này cấm vào công ty hắn là kẻ lừa đảo đừng tin hắn được rồi tiếp tục về cổ phần của tôi tôi đã quyết định hiến tặng tất cả cổ phần của mình lập một quỹ cứu trợ sẽ do tổng giám đốc thân dẫn đầu các bộ phận khác sẽ hỗ trợ, cố gắng hoàn thành trước Tết. Cái gì, Long Phi, cổ phần của anh, trị giá hơn 30 tỷ, anh làm thế thì hội đồng quản trị sẽ sao? Tôi muốn nói tiếp là, do sức khỏe nên tôi sẽ rút khỏi hội đồng, dù nhiệm kỳ chưa hết, tôi đề nghị Trương Phong lên vị trí này, sau đó, tôi sẽ gửi đơn từ chức sau. Long Phi à, anh định rời khỏi công ty sao? Còn các hoạt động ở nước ngoài thì sao? Đó là các vụ kinh doanh nòng cốt đó, đều là bạn của tôi, nên anh Phong yên tâm. Ngoài ra, tài sản của tôi sẽ không được ai kế thừa, phòng pháp chế sẽ quản lý cho tôi, vậy nhé. Cảm ơn lão Trương, lại mượn thêm 20 ngàn. Gom được 100 ngàn rồi, lượng lượng, con cầm tạm trước đi, chú thật sự, không gom được nhiều vậy đâu, chú à 100 nghìn không đủ đâu, nếu ngày kia, không trả đủ, họ sẽ lấy nhà máy, nếu thật thì con, hết đường rồi, bố ơi, lượng ca, anh. Sao vậy, có chuyện gì sao? Là, anh mở một xưởng may, mấy năm nay kinh tế suy thoái, kinh doanh không được, nợ tiền hàng nhiều, bị đòi nợ đây, còn xảy ra chút xung đột, mà Long Phi, nói được rồi à? Nói được rồi, nhưng họ cũng không thể đánh người, lượng lượng à, không phải là chú không giúp đâu, nhưng nhìn chú bây giờ xem, thực sự không ổn, chỉ còn cách tìm chú của Á Kiệt, rồi nghĩ cách tiếp. Ở đây có 30.000, anh cầm trước đi. Vũ Nhược, anh không thể nhận, hai em mới cưới, cũng không tích góp được nhiều. Hơn nữa anh còn nợ 400 nghìn, vài nghìn này cũng không làm gì được. Thôi, về anh bán xe đi. Không sao đâu, anh Lương, để anh đi xem. Anh Lương, này, em có 400 nghìn ở đây, đủ dùng không? Long Phi, không đùa chứ, em không đùa. Dạo này em chơi chứng khoán ấy mà, đưa em số tài khoản. Em chuyển cho, Long Phi, em biết chơi chứng khoán, còn kiếm được mấy trăm nghìn. Em lấy vốn từ đâu ra? Vũ Nhược đã cho em, nhưng chuyện chứng khoán, cô ấy chưa biết, anh đừng nói nhé, em sẽ nói sau. Nào! Nhận được 400.000 Em thật sự biết chơi chứng khoán, còn kiếm được 400.000, em học đâu vậy? Có thể là em, đã biết từ trước khi gặp chấn thương, sau đó tự mình, nghiên cứu một chút, ôi, em giỏi quá, anh học mà không được, à, đúng rồi khi về nhà anh gọi cho ba em bảo đừng mượn tiền nữa nếu không mẹ vợ em sẽ làm âm lên à đúng rồi long phi hai em ở riêng đi mấy năm qua vũ nhược chịu khổ rồi nếu không hai đứa đến xưởng anh làm anh trả lương cho được thôi ba khỏe lại em sẽ cân nhắc thôi anh đi long phi à không cần ngày nào cũng vào đâu giờ ba đã có thể tự chăm sóc được rồi ba ba là bệnh nhân phải có người nhà Sử trường khôn. Ông lại lén, vay tiền đúng không? Ông nhiều tiền quá à? Nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Thằng Lượng cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, có nói là không trả đâu. Nhà máy sắp đóng cửa rồi. Lấy gì trả? Hai đứa nghe đây, cậu của hai đứa đã mượn. Thì hai đứa phải trả. Mỗi tháng 5 nghìn, cho đến khi trả hết. Bà quá đáng lắm rồi đó. Tiền tôi mượn, dựa vào đâu mà bắt họ trả? Có trả cũng là tôi. Hơn nữa, bà còn không trả lương. Thì lấy gì mà trả? Tôi không quan tâm mỗi tháng năm nghìn nếu không hai đứa phải đến nhà a kiệt làm việc giặt đồ nấu cơm lau nhà cọ nhà vệ sinh bà ôi ba bình tĩnh trả nợ thôi không có gì để tôi trả long phi có trả cũng là ba trả không liên quan gì đến hai con hôm nay tôi sẽ xuất viện long phi vũ nhược qua đây long phi đừng lo lắng một trăm nghìn đó không cần phải trả đâu hai đứa mới cưới còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm Ba sẽ bàn lại với bà ấy, phải trả lương cho hai đứa, nếu còn phản đối, qua tay hết, bà sẽ sang tên cho Vũ Nhược, hai đứa tự điều hành, ha ha. Ôi ba ơi, đừng nhắc lại nữa, Vũ Tình chưa kết hôn, sang tên nhà hàng cho Vũ Nhược, không hợp lý lắm, với lại, chúng con đã kết hôn, thì con sẽ nỗ lực, cho cô ấy cuộc sống tốt, thêm nữa, con muốn nói với ba lâu rồi, hai chúng con muốn ra riêng, muốn ra riêng sao, có phải mẹ con, lại nói gì rồi không? Không, không có đâu ba, chủ yếu là chúng con muốn sống thế giới riêng của mình nhà hàng bố cứ giữ lại sau này để bố mẹ dưỡng già long phi à các con không phải muốn tự mình ra ngoài mở tiệm chứ trời ơi đừng có mà nghĩ như vậy nhé chưa nói tay nghề của con còn kém hiện tại ngành ẩm thực không dễ làm đâu hay là thế này đợi vũ tình kết hôn bà sẽ giao tiệm cho các con lúc đó ai cản cũng không được bố đừng nói về chuyện này nữa không lại cãi nhau chúng con sẽ tiếp tục làm việc trong tiệm được chưa ạ? À? Long Phi à, tài khoản của anh có 500.000 vốn lưu động, anh dùng à, không phải tôi. Đang xác định vị trí. Qua hai tuần rồi mà không có tin gì, về quỹ ký trợ hóa ra. Trương Phong cũng đang tính kế tôi, không được, tôi phải cắt đứt với quá khứ. Đúng rồi, tài sản của tôi. Sao lại thế này? long phi phát bệnh lại à không sao bố à chắc gần đây con tập luyện quá sức con không còn đường lùi nữa rồi may mắn là con vẫn còn có bố cô châu đến lần này chắc lại vì chuyện thừa kế nhỉ cô định mang giấy chứng tử ở mỹ ra để giải quyết à phong ca vì long phi coi anh là đại ca nên tôi cũng vậy thực ra không cần phải căng thẳng như vậy chúng ta có thể hợp tác mà chính vì vậy trước khi biết anh ấy sống hay chết tôi sẽ không hợp tác cô có chứng nhận tử vong còn từ mỹ cấp cô muốn thừa kế tôi không quản được nhưng có bằng chứng anh ấy chưa chết nên tôi không thê đưa nếu không tôi biết giải thích sao ôi trương phong đừng tiếp tục tranh cãi nữa chuyện long phi sống hay chết mọi người đều rõ cả thôi anh nói thẳng đi điều kiện là gì cô cần gì và cô cho tôi được gì tôi muốn cổ phần của long phi và vào ban giám đốc, kiểm soát bộ phận quốc tế. Còn về điều kiện thì... Phong ca muốn gì, tôi sẽ thỏa mãn, kể cả chính tôi. Cô Châu, tôi có thể hợp tác, nhưng tôi muốn biết, sao cô chắc chắn, rằng Long Phi đã chết, đừng lấy giấy chứng tử, tôi không tin. Hơn nữa cuộc họp video lần trước, không thể nào là giả. Phong ca, cuộc họp đó, không phải là anh, muốn đối phó tôi à, sao có thể chứ, dù trông giống hệt, nhưng những khách hàng đó, dễ bị lừa vậy sao vì vậy tôi nghi ngờ không không thể nào long phi đã chết rồi sao cô lại lo lắng nếu cô chắc chắn anh ta đã chết vậy tôi sẽ tin giấy chứng tử là thật chúng ta sẽ công bố bắt đầu từ ngày mai ai giả mạo trương long phi đều là kẻ lừa đảo ngày mai cô mang theo luật sư đến làm thủ tục giờ em là người của anh rồi sau này việc của bộ phận quốc tế Giúp đỡ em nhiều nhé Em nghĩ những khách hàng đó Dễ tính vậy sao Đặc biệt là Joseph Chủ tịch tập đoàn Mark Giàu có nhất nước nhưng tính cách rất kỳ quặc Nhưng nghe nói Joseph sẽ đến Long Quốc nghỉ dưỡng Em có nên đi gặp ông ta không Lần trước em đã chuẩn bị quà Mà không gặp được em Thôi biểu đi Không hiểu Long Phi sao có thể làm bạn được với họ Hai người họ hợp tác Công bố tôi chết Cuối cùng thì Châu Hân vẫn được như ý. Hai kẻ phản bội. Chờ đó cho tôi, tôi sẽ không tha cho ai đâu. Tiền đầu tư chứng khoán đã hơn 4 triệu rồi, đến lúc hành động thôi. Kinh doanh xuất nhập khẩu, lĩnh vực này tôi có đầy đủ mối quan hệ và nguồn lực, bắt đầu lại cũng chỉ như xưa, từng bước vươn lên. Sao vậy? Long Phi em hình như có rồi thật không vũ nhược anh sắp làm bố rồi ôi trời ha ha ôi trời đúng ngồi xuống ôi trời vũ nhược giờ em có em bé rồi thì việc ở tiệm không cần làm nữa anh sẽ tìm anh lượng nhờ anh ấy thuê nhà chúng ta ra ngoài ở không nếu chúng ta đều đi thì ba sẽ không lo nổi một mình em yên tâm anh sẽ ở lại không để ba phải vất vả đâu Ôi trời, anh Lượng, Long Phi. Vũ Nhược đâu, sao không đi cùng, cô ấy có rồi, đang ở nhà, hôm nay em đến, là có chuyện lớn muốn bàn với anh. Này Long Phi, tôi hơi túng tiền, khoản tiền vay đó, hoãn được không, anh Lượng, em không đến đòi tiền. Anh căng thẳng quá, nếu anh như vậy, em không dám đến nữa đâu. Không đòi tiền là tốt rồi, nói thật, nếu em đòi tiền, anh thật không có tiền để trả. Chuyện là thế này. Em muốn mua 5 căn nhà, Muốn mua nhà, 5 căn, đúng vậy, chính là nhà ở Long Loan. Chuyện này, tôi không muốn ai biết, nên cần anh đứng ra giúp tôi. Không phải chứ, Long Phi, cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền thế? Số tiền trả trước, phải hơn một triệu đấy, mới vài tháng trước, vẫn còn đi lang thanh, là Long Phi thật à? Em nói này, số tiền này không là gì cả. Thẳng thắn đi, anh có giúp không? Thông tin anh vẫn biết, chỉ là dự án Long Bay của tập đoàn Long Phi, giờ vẫn chưa ổn định, hơn nữa hiện tại, cũng không tốt. Để đầu tư bất động sản, em chắc chắn chứ? Long Bay là dự án, tôi tự mình định ra, quy hoạch khu công nghiệp xung quanh đã được phê duyệt, tiềm năng rất lớn. Anh không cần lo, anh chỉ cần ra mặt, tìm bố tôi mượn sổ hộ khẩu của Vũ Nhược, mua nhà dưới danh nghĩa bọn em, phần còn lại anh tự nghĩ cách, tránh đêm dài lắm mộng, anh hãy hoàn tất trong vài ngày, em chia lợi nhuận cho. Anh sẽ lo nhưng tiền lợi nhuận thì thôi, coi như tặng quà cho cháu ngoại. Ngoài ra anh lương này, anh có muốn làm lớn không? Muốn chứ, Long Phi, nếu em hợp tác, năm sau doanh thu sẽ phải vượt 3 triệu. Ngồi đi. Em có thể hợp tác, nhưng không phải đầu tư vào đây, em muốn đầu tư công ty xuất nhập khẩu. Hử, lấy chỗ của anh, làm văn phòng và kho hàng, 400.000 đó, coi như là tiền thuê, anh thấy sao? Em muốn thành lập công ty xuất nhập khẩu, em nhận được đơn hàng quốc tế, đơn hàng em sẽ lo, anh chỉ việc hoàn thành đơn hàng. Ngoài ra anh, phải điều hành toàn bộ, em không tiện ra mặt. Này Long Phi, như thế công ty, cần vốn rất lớn, em kiếm hơn 10 triệu rồi sao? Ha ha, anh nghĩ em là thần chứng khoán à? Em không có nhiều vậy, nhưng mà, anh không cần lo về vốn. Tài khoản nhận được 2 triệu. Nhận được rồi chứ, cái này. Được rồi, anh Lương, anh đăng ký công ty đi, dưới tên của Vũ Nhược, đi thôi. thật không dám tin. Vũ nhược nhạt đâu ra, một người như vậy. Đây là số tiền, 100.000 con mượn, kèm thêm lãi, lương lương, còn khách sáo quá, con mang quà đến và, tiền lãi nữa, cô chú ngại quá, đúng vậy, lương lương, chúng ta là người lớn, sao có thể lợi dụng con được, đồ thì thôi, tiền lãi cô chú không nhận đâu, cháu mang về đi, chú đừng khách sáo, cháu mượn tiền người khác, cũng phải trả lãi mà, hơn nữa, gần đây cháu nhận được mấy đơn lớn, công ty đã khởi sắc, kiếm được không ít tiền. Cháu đến đây, còn muốn nhờ cô chú giúp đỡ. Không vấn đề, chỉ cần giúp được, cháu cứ nói, chúng ta sẽ giúp, là thế này. Dạo này cháu có ít vốn, định mua vài căn nhà để đầu tư. Vì vậy, cháu muốn mượn sổ hộ khẩu của Vũ Nhược, cháu sẽ chia lợi nhuận. Cô chú thấy sao, lượng lượng phát tài rồi. Nhưng nếu đưa sổ hộ khẩu của Vũ Nhược, thì sau này khi Vũ Nhược mua nhà, sẽ không được hưởng các chính sách liên quan, thế thì tổn thất quá. Vậy thì thế này, nếu cháu bán được, cháu sẽ đưa 100 nghìn. Vậy, nếu căn nhà mãi không bán được, thì tôi sẽ không nhận được tiền. Nhưng vũ nhược, cũng phải mua nhà, vậy chả phải thiệt sao, trừ khi cháu đưa tiền ngay. Thế này đi, giờ tiền không ở chỗ cháu, cháu đầu tư hết rồi, nhưng cháu sẽ ký một thỏa thuận, nếu trong vòng một năm, không bán được nhà, thì nhà sẽ thuộc về vũ nhược, các khoản vay sau, vẫn cần hai em ấy tự trả, còn xử lý nhà thế nào cháu không can thiệp không vấn đề, ý kiến hay đấy, được. Sổ hộ khẩu. Đúng rồi, chú à, cháu còn một việc nữa, dạo này công ty bận quá, nên cháu nghĩ, không biết có thể mời hai em, đến giúp được không, Long Phi sẽ làm, tài xế của cháu, Vũ Nhược làm kiểm kê. Cháu sẽ trả họ, 5.000 mỗi tháng, ăn ở công ty lo, chú thấy thế nào, không, không được, nếu hai đứa đi, thì ai làm việc đây? Vũ Nhược không đi được, vì đơn hàng quốc tế, tôi bắt buộc phải đi, anh long à vũ nhược có thai rồi cũng không làm được gì cô ấy cứ ở nhà đi bố hãy để con đi lái xe cho nhân tiện kiếm thêm ít long phi đi thì được vũ nhược dạo này phải ở nhà dưỡng thai vậy thì mỗi tháng gửi một nghìn phí sinh hoạt bà lý sao làm vậy đều là người trong nhà đóng phí gì chứ sao lại không đóng hai đứa chúng nó ở nhà vậy tiền điện nước chả phải là tiền sao hơn nữa vũ nhược còn không làm được mấy một nghìn tôi còn thấy ít đấy bà Thôi bỉ đi, con sẽ trả. Long Phi à, con không có lương, giờ đã không nhận lương, lại còn phải đóng tiền. Chuyện này không được, chú, cô ơi, đừng cãi nhau nữa. Thế này nhé, Long Phi chỉ giúp cháu. Chạy đường dài thôi, vẫn sẽ giúp ở tiệm. Cháu vẫn trả 5.000. Không được đâu, có vài chuyến đường dài. Thế cháu thiệt thòi quá, chú nói vậy không đúng, đều là người nhà mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Quyết vậy nhé, khi mua nhà cần, Vũ Nhược qua ký tên, anh sẽ thông báo sau được rồi cô chú con xin phép lương lương à chú thấy nhà máy vắng vẻ quá không giống như có đơn hàng lớn chú à cháu đang sửa sang lại con hợp tác với ông chủ lớn thành lập công ty xuất nhập khẩu con chỉ phụ trách quản lý thôi nên mới muốn hai em qua giúp đỡ khi công ty hoạt động ổn định lương của họ sẽ còn cao hơn nên chú à chú nghĩ thêm nhé lương lương à công ty xuất nhập khẩu không lạc quan lắm đâu để long phi theo con học hỏi kinh nghiệm cũng được nhưng vũ nhược thì thôi chú vẫn muốn em ấy ở bên cạnh để chú yên tâm ba con biết ba lo cho vũ nhược là con rể có một số chuyện không tiện nói nhưng con nghĩ ba nên lắng nghe suy nghĩ của cô ấy ba con biết ba thương con kể từ khi mẹ mất con chưa có một ngày vui vẻ ba cưới lý mai ác mộng của con bắt đầu từ đó khi ba không ở nhà ba ấy đánh đập con thậm chí trước khi kết hôn con dùng kim châm con con sống dưới bóng tối của bà ấy. Suốt 20 năm, con đã từng nghĩ đến việc tự tử. Vì không muốn ba khó xử, con đã nhẫn nhịn, ba sẽ đánh gãy chân bà ta, rồi ly hôn. Ba, vũ tình vẫn chưa tốt nghiệp. Ba không thể ly hôn. Chuyện cũ bỏ qua đi à, con chỉ muốn dọn ra ngoài, và có một cuộc sống bình yên. Em đang gói bánh à? Chào Joseph, trời ơi, Long Phi, anh còn sống à? Tôi nghe tin xấu về anh, nhưng không thể gọi điện xác nhận, anh vẫn ổn chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm. Trước đây tôi bị người ta ám toán, bên ngoài đồn rằng tôi đã chết. Thực ra tôi đang trốn sự truy sát. Trời ơi, sao lại vậy? Bạn của tôi, tôi giúp gì được không? Tôi định bắt đầu lại kinh doanh ngoại thương nên tôi cần đơn hàng của anh. Không vấn đề, chuyện nhỏ thôi. Tốt lắm. Ồ, phải rồi, về thông tin của tôi, tôi cần anh giữ bí mật vì kẻ mưu hại tôi, tôi vẫn chưa thể đối đầu với chúng, yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ anh, vực dậy từ đầu, và bắt hết những tên đó, tống vào tù, à đúng rồi Peter sẽ đến Long Quốc, tôi chuẩn bị hai chai rượu ngon, có thời gian, hãy đến khách sạn, Manny ở Kinh Thành, gặp nhau nhé. Khi đó hãy, cùng uống một ly, tôi cúp máy đây. Không biết thủ tục của công ty, anh Lượng làm đến đâu rồi, Long Phi, theo yêu cầu của em, Vũ Nhược đã đứng tên, là công ty Nam Hải nhân sự đã tuyển gần đủ hoạt động được rồi nhưng mà long phi em cho anh một nửa cổ phần lỡ thua lỗ anh bán nhà máy đi cũng không bù nổi vậy anh muốn bao nhiêu anh thấy thế này anh không lấy cổ phần anh chỉ như trợ lý làm thuê cho em thôi nếu có lợi nhuận trả lương cao là được nếu thua lỗ anh không cần lương xem như là trả nợ anh lượng anh phải nghĩ kỹ sau công ty lớn mạnh anh muốn hối hận cũng không kịp đâu yên tâm nếu có lợi nhuận tăng lương cho anh là được được cứ thế đi ngày mai đi kinh thành để bàn làm ăn long phi ra ngoài phải chỉn chu tiền này cứ thoải mái mà tiêu để anh lượng dẫn anh đi mua đồ em đang học tài chính đợi em kiếm được nhiều tiền chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn vũ nhược cảm ơn em anh đi học hỏi lần sau anh lượng sẽ để anh đi tiếp khách anh cũng sẽ cố gắng để chúng ta tốt hơn anh đi đây anh lượng đi thôi đừng chậm trễ nữa Long, Long Phi, em không phải là con nhà giàu nào đó chứ? Phong thái và gu thẩm mỹ này, không giống con nhà nghèo. Đâu có đâu anh lương, sắp gặp khách nước ngoài, phải chỉnh chu một chút. Được rồi, đi thôi. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Long Phi, phía trước có tai nạn, khá nghiêm trọng đấy, nhanh đi giúp đi. Nhanh lên. Anh không sao chứ? Không sao, không sao chứ? Chân tôi mất cảm giác, để tôi xem. cẩn thận đấy. Cảm ơn nhé, không sao là được, chúng ta đi thôi. Này, anh bạn, xin dừng bước. Tôi là Lăng Trí, đây là con gái tôi, Lăng Tuyết. May có các anh, cảm ơn đã giúp đỡ. Xin hỏi anh tên gì? Tôi là Trương Long Phi, chúng tôi chỉ giúp thôi. Không cần khách sáo, sự giúp đỡ này, đối với chúng tôi, là ân cứu mạng đấy. Chúng tôi, phải đi kinh thành, làm một việc quan trọng. Đợi tôi xong việc, sẽ báo đáp đàng hoàng. À đây là, danh thiếp của tôi, xe cứu hộ đến rồi chúng tôi đi trước nhé được rồi đi đi nhớ gọi lại nói xe báo đáp nhưng chạy nhanh thế xem ra bận rộn vô ích rồi anh lương cứu người không cầu báo đáp đi thôi lỡ nhiều thời gian rồi này long phi nhà máy của anh có việc gấp anh đưa em đến phải quay về một chuyến ồ được anh lương anh về đi đợi tin tốt từ em được tôi có thể vào không? Tại sao, chúng tôi đếp, gặp ông Joseph, đã hẹn trước rồi, sao lại không được vào? Ồ, ông Lăng, cô Lăng, hai người đang, anh Trương à, chúng ta thật có duyên, không giấu gì anh, công ty của chúng tôi, đang có một dự án, hợp tác với nước man, tôi đã tốn nhiều tiền mới biết, ông Joseph ở đây, nhưng đáng tiếc, phiên dịch bị thương nặng, phải vào bệnh viện, mà tôi không biết tiếng, thế này thì không gặp được người nhưng lại gặp anh Trương ở đây, hay là cùng nhau ăn một bữa. Tôi hiểu một chút tiếng man, nhưng người man, có thói quen không bàn, công việc khi nghỉ mát, dù có gặp được họ, cũng khó tránh thất vọng, lại là người muốn thể hiện trước mặt tôi, cứ tưởng anh Trương này, có chút cốt khí, anh Trương, anh biết tiếng phải không, thế này đi, anh giúp chúng tôi được không, chỉ cần giúp tôi gặp Joseph, tôi trả anh 5 triệu. Tiền thì thôi, ý của hai người, tôi sẽ giúp truyền đạt, nhưng ông ấy có muốn gặp không, thì tôi không chắc. Ấy, chỉ cần anh giúp tôi phiên dịch, tiền tôi vẫn trả đủ. Bố à, hay là, thôi đi. Yên tâm bố tin anh ấy. Được, vậy chờ tôi một lát. Được. Chào, Peter, lâu quá không gặp, anh đã kết hôn chưa? Giảo duệ, sao gầy quá vậy? Tôi suýt không nhận ra anh. Gần đây tôi bị thương, bây giờ đỡ hơn rồi. À, đúng rồi, họ đến để bàn chuyện hợp tác với anh, để họ chờ một chút. Tôi hỏi ý kiến rồi xếp đã, vì là bạn của anh Long, nên anh yên tâm. ba Trương Long Phi này là ai vậy? Vệ sĩ của Joseph còn cúi chào, họ còn có vẻ quen nhau nữa. Ba đã điều tra rồi, bề ngoài là tài xế của công ty xuất nhập khẩu, nhưng phong thái này không phải là điều một tài xế có được. Ba vốn định tuyển anh ấy vào, nhưng giờ xem ra không có cơ hội rồi. Người này không đơn giản đâu, Lăng Tuyết, con tìm cách làm quen với anh ấy, có khi giải quyết được chuyện kết hôn của con. Ba, anh ta là ai, chúng ta còn chưa rõ, sao ba đã nói bừa như vậy? Giảo duệ, Joseph, ha ha, nào nào, ngồi xuống đi. Sao anh gầy thế này, tôi suýt không nhận ra. Tôi bị thương suýt mất mạng, sao không gầy đi được, mấy tháng gần đây, đã xảy ra chuyện gì, chuyện đó anh cũng biết, vợ cũ của tôi, muốn tài sản của tôi, mấy tháng trước, cô ta thông đồng với lãnh đạo, ám sát tôi, may mắn tôi thoát được trời ơi thật không ngờ lại có chuyện này tôi âm thầm chữa thương không dám lộ diện phải giả làm kẻ lang thang kết hôn với người khác kết hôn vậy nên dù tôi mất trắng cũng phải vươn lên đưa những kẻ đó ra pháp luật giành lại thứ của tôi giảo duệ tôi tin anh không ai ngăn được anh tôi sẽ cho anh mọi sự hỗ trợ cần bao nhiêu cứ nói đi cảm ơn anh joseph tôi đã đăng ký lại một công ty ngoại thương bắt đầu lại từ đầu vì vậy tôi cần đơn hàng của anh không vấn đề như cũ tôi sẽ trả trước một nửa tiền nhưng chất lượng anh phải đảm bảo đấy tôi chỉ tin anh thôi ha ha cứ yên tâm ồ đúng rồi tập đoàn lăng vân đang dưới lầu anh muốn gặp không bạn tôi này tôi không muốn kỳ nghỉ vui vẻ lại bị phá đám vì vậy tôi sẽ gặp họ dưới lầu nếu họ muốn thông qua anh thì không cần bàn nữa anh vẫn nghiêm khắc như trước nào anh trương lần này cảm ơn anh rất nhiều không chỉ cứu mạng con gái tôi còn giúp tôi bàn công việc Người trẻ thật giỏi, không như tôi già rồi, lạc hậu rồi, giám đốc Lăng khiêm tốn quá. Tập đoàn Lăng Vân, được như hôm nay, cũng tốn nhiều công sức. Tôi nào có tài giỏi như vậy, đều là nhờ Lăng Tuyết cả. À đúng rồi, này anh bạn, đã có bạn gái chưa? Sao vậy? Ông định giới thiệu sao? Đúng thế, anh thấy Lăng Tuyết thế nào? Anh Trương, ba uống nhiều rồi, đừng nghe ông ấy nói lung tung. Tôi đùa với giám đốc Lăng thôi, tôi đã kết hôn rồi. Anh kết hôn rồi, anh mới bao nhiêu tuổi? Tôi 24 rồi ở quê đây ở độ tuổi này, còn đã đi học rồi. Anh Trương là người nông thôn à? Đúng vậy, tôi đến từ Thiên Nam, một tỉnh nông nghiệp lớn. Nhìn anh giống như ở nước ngoài. Hơn nữa, ngoại ngữ cũng rất tốt. Đối diện ông Joseph, cũng không hề khúm núm. Mặc dù chúng ta bằng tuổi, nhưng tôi lại không thể. Thành thạo như anh, anh là người nông thôn thật sao? Cô Lăng đang coi thường. Người nông thôn sao? Tôi không có ý đó. Cụ tổ tôi cũng là nông dân. Tôi hiểu rõ, người nông thôn muốn thành công. Phải nỗ lực, và cố gắng nhiều hơn người khác nhưng tố chất của anh trương không giống như được rèn luyện từ nông thôn xin lỗi tôi nghe điện thoại được được ba con nghĩ chúng ta có hợp tác được với ông joseph không e là phụ thuộc vào anh trương rồi sao con biết anh ấy hình như đang cố che giấu danh tính vệ sĩ của joseph cũng tôn trọng anh ấy cho thấy họ từ trước đã quen nhau rồi khi joseph gặp chúng ta anh ấy lại tránh mặt vì vậy con nghĩ anh ấy và Joseph rất thân, chỉ là không muốn chúng ta mang ơn. Việc này dễ xử lý. Cứ để ba. Xin lỗi nhé, anh Trương, tôi là người thua lỗ. Thích nói thẳng, tôi nghe Lăng Tuyết nói. Anh và Joseph thân thiết lắm. Tôi biết anh ấy, vậy anh Trương, anh giúp tôi hợp tác thành công. Tôi sẽ trả 20 triệu. Ông Lăng chắc không hiểu người mạn. Họ là những người, cẩn thận và nghiêm túc. Nếu yêu cầu vặn một ốc vít ba vòng, họ sẽ không chỉ vặn hai vòng rưỡi. Anh Trương tôi cũng hiểu chỉ cần anh giúp tôi, không chỉ 20 triệu, sau này nếu anh gặp rắc rối, cứ tìm tôi, người ở đây đều, tôn trọng tôi, ông lăng thế này, tôi sẽ tìm cơ hội, nói với Joseph dự án của ông, nhưng tôi không dám chắc, à, xem như giúp bạn bè, nói chuyện kinh doanh giúp ông, anh Trương thật hào sảng, vì câu nói này, từ nay về sau, anh sẽ là anh em của tôi, chúng ta cạn ly nào, cạn. Tôi có việc quan trọng, muốn thảo luận anh cân nhắc xem làm tổng giám đốc chi nhánh của tôi không kinh tế của long quốc phát triển ngoài tưởng tượng của tôi vì vậy tôi định thành lập chi nhánh tại long quốc chuyên kết nối với long quốc nên mời anh làm tổng giám đốc joseph anh biết đấy tôi thích tự do e rằng tôi không phù hợp năng lực của anh quá đủ rồi trong lòng tôi anh thích hợp nhất bây giờ tôi vẫn còn yếu cơ hội này có thể giúp tôi có được kỹ năng tự vệ nhưng cũng khiến tôi bị lộ. Vậy, cho tôi suy nghĩ đã. Được, cho tôi chút thời gian. Không vấn đề gì, nhưng hãy cho tôi câu trả lời. Một tháng này, được. Long Phi. Sao em làm được vậy? Thậm chí nhận được đơn hàng 50 triệu, còn trả trước 20 triệu. Không phải đang mơ chứ? Anh lược, anh hối hận vì không giữ cổ phần chưa? Anh đã nhìn ngắn hạn, thực có chút tiếc nuối, nhưng không để bụng đâu. Em thành công anh cũng vui mừng, dù sao anh là tổng giám đốc mà. Yên tâm, một thời gian nữa, công ty sẽ tốt hơn. Nhưng giai đoạn này, vẫn nên giữ bí mật cho em. Kể cả Vũ Nhược, dù sao tiền cũng lớn, sẽ làm cô ấy sợ. Yên tâm, việc công ty anh sẽ đứng ra. Anh hiểu, nhưng đơn hàng lớn quá. Anh hơi lo lắng. Có em chỉ đạo, không có gì đâu. Bố nhập viện rồi, anh mau về đi. Anh còn biết về à, rắt mũi chị gái tôi mà không nói. Giờ còn không quan tâm đến bố nữa à không phải mẹ ơi bố bị sao vậy đừng gọi mẹ tôi không nhận đâu long phi nếu không phải thấy anh tội nghiệp thu nhận anh nếu không anh vẫn đi nhặt rác nhưng anh tốt ghê làm nhà tôi loạn lên lừa vũ nhược phá nát nhà hàng giờ còn làm bố bệnh nữa anh là tai họa cút đi chị ơi chị về nhà đi từ khi chị đi bố buồn lắm còn cãi nhau với mẹ tiệm cũng thất bát giờ cả mẹ cũng nổi cáu về đâu có dễ thế vũ nhược về thì được còn anh đừng hòng bước chân vào nhà tôi tôi nói anh nghe, anh là kẻ vô ơn, vũ nhược, bây giờ con hãy mau, ly dị hắn đi, nếu không bố con sẽ bị nó giết chết. Mẹ nói gì thế, anh ấy có thể, thì chị gái cũng đang mang thai. Long Phi, chúng ta về nhà nhé, mở lại nhà hàng, đợi bố tỉnh rồi tính tiếp, chỉ cần em đồng ý, thế nào cũng được. Ồ bố ơi! Đây là đâu, bố ơi, sao, hai đứa đều về rồi, bố tỉnh rồi à, đây là bệnh viện, bố bị ngộ độc rượu, giờ thấy đỡ hơn chưa? Ôi già uống rượu thôi mà. Bố còn uống thêm được nữa. Ôi bố ơi, uống nữa là chết đấy. Hai đứa sao rồi? Ở đó có quen không? Quen rồi ạ. À. Quen cái gì chứ? Hừ. Vũ Nhược đã đồng ý. Về mở nhà hàng rồi. À. Về thật rồi à? Tốt quá. Về còn hơn ở ngoài. Bố, chúng con có thể về, nhưng bố phải hứa không được uống rượu nữa. Được, bố không uống nữa. Bố sẽ thuê cho các con một căn nhà. Thuê nhà gì chứ? nhà mình không đủ à vũ nhược về là được còn long phi sẽ ở lại xưởng mẹ đừng nói nữa chị đã có em bé rồi phải ảnh ngoài để tiện dưỡng thai mà vũ tình nói đúng tôi còn muốn chia một nửa lợi nhuận cho vũ nhược và mọi người để các con sống tốt không đồng ý bà không đồng ý à vậy tôi đóng cửa tiệm không làm nữa bà muốn làm gì thì làm bố hay thế này chúng ta trả lương cho anh chị cũng được mỗi người năm nghìn tiền thuê nhà tôi trả quyết định vậy nhé ai mà không đồng ý thì ra khỏi nhà đi ra ngoài anh đấy vũ tình thực tập ở tập đoàn long phi sắp kết thúc rồi nhỉ định làm ở đâu chưa chúng ta là bạn thân mà nếu có công ty tốt phải dắt tôi theo đấy tôi đã tìm hiểu nhiều công ty nhưng lương thấp quá tôi còn không có hứng thú đi nào nào món ăn đến rồi này vũ tình em học kế toán nhỉ liên quan gì anh anh lượng đang thiếu một kế toán nếu em chưa tìm được việc nhờ vũ nhược giới thiệu em qua làm thử anh à anh có nhầm không anh bảo tôi đi làm chỗ sắp đóng cửa à tôi học đại học danh tiếng đấy anh đừng có sỉ nhục tôi được không không phải đâu ý là làm việc ở một xưởng nhỏ tư nhân vũ tình nhà tôi mất mặt lắm lăng kiếm anh đến làm gì tôi đến để mời cậu làm việc ở lăng văn hả gì thế này anh định làm gì cháu là bạn học của vũ tình cháu là lăng kiếm công ty lăng vân lớn nhất thành nam là của gia đình cháu cháu đến đây để mời Vũ Tình làm việc tại Lăng Văn. Tập đoàn Lăng Vân là công ty lớn với giá trị hàng trăm tỷ, được Vũ Tình sẽ đến, thử việc lương 8.000, chính thức 20.000. Ngoài ra, cháu sẽ tặng cô ấy một chiếc xe để đi lại. Tốt quá, tuyệt vời, Vũ Tình sẽ đến làm việc ngay tôi thay mặt. Nó đồng ý, tốt gì mà tốt, bà đồng ý cái gì? Tôi chưa đồng ý mà, muốn thì bà đi đi. Với lại, Lăng Kiếm, anh là con nhà giàu, tôi là dân thường thôi, chúng ta không hợp đâu, nếu còn đùa giỡn nữa tôi sẽ tuyệt giao với anh vũ tình chào gì hẹn gặp lần sau ấy đừng đừng ôi cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt còn có gì bất mãn muốn học theo vũ nhược kết hôn với anh mày à dù sao tôi sẽ không đi làm ở đó đâu tôi đã gửi hồ sơ đến chi nhánh của tập đoàn mark rồi tập đoàn mark đúng đó là tập đoàn đa quốc gia ngay cả bố tôi cũng phải nhờ họ hợp tác vũ tình dù vượt qua được phỏng vấn với kinh nghiệm của cậu vị trí tốt cũng khó có được tôi thích thế người joseph cử đến hành động nhanh thật đã bắt đầu tuyển dụng rồi ông long phi chúng tôi được lệnh đến hỗ trợ công việc của ông mọi chỉ thị của ông chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành tốt lắm việc tuyển dụng nhân sự các anh vẫn phụ trách tôi cần làm vài việc có việc quan trọng gì hãy liên lạc với tôi được quan trọng nhất là đàm phán hợp tác với lăng vân giờ anh là người quyết định nên bắt đầu chưa chưa vội tôi phải tìm hiểu trước phong ca không biết có chuyện gì tập đoàn mark đã chấm dứt hợp tác đã khiến công ty mất nửa thị trường quốc tế điều tra chưa tại sao tập đoàn mark lại ngừng hợp tác đã điều tra rồi một công ty tên nam hải ký hợp đồng dài hạn với họ nam hải là công ty của thành nam nhưng không có nền tảng nào hơn nữa người đại diện là người tên sử vũ nhược một người câm nhưng người quản lý là anh họ của cô ta la lượng long phi luôn phụ trách bên quốc tế tạm thời tôi cũng không có cách phong ca tôi nghe nói tập đoàn mát đang xây dựng chi nhánh phụ trách thị trường trong nước anh có nhiều quan hệ xem có thể liên lạc với họ không được để tôi thử trương long phi vũ nhược mới mang thai đã không cho làm gì quý giá đến vậy không làm tôi còn phải đến đây giúp đây là việc của con người sao sao vậy sáng sớm đã hét toáng lên vũ nhược đúng là quý giá ngày trước cô sai cô ấy làm bao nhiêu việc sao không nói vậy đi anh là tên ăn mày còn dám nói tôi anh cứng rồi phải không có tin tôi ngừng trả tiền thuê nhà không thôi được rồi chị dâu sao chị lại như vậy khi chị mang thai chị cũng chịu được ngồi bếp đâu nếu chị mệt thì nghỉ đều là người nhà cả sao lại nói để chị tôi ở ngoài đường vũ tình yên tâm tôi không để vũ nhược chịu tổn thương nữa đâu cả việc bị xúc phạm cô ấy nên được vui vẻ sau khi vũ nhược sinh em bé tôi sẽ đưa cô ấy đi nước ngoài điều trị để cô ấy nói chuyện ôi trời nực cười quá anh bốc phét vừa vừa thôi, còn nói đi nước ngoài điều trị, người như anh, một tên ăn mày lang thang, mới được ăn no, đã không biết trời cao đất rộng rồi, có đúng không? Thôi được rồi, anh bớt nói lại đi. Chăm sóc tốt chị tôi là tốt lắm rồi. Chiều nay tôi còn phải đi phỏng vấn nữa, tôi phải chuẩn bị kỹ. Vũ Tình à, công việc tốt không bằng chồng tốt, nhìn em xinh đẹp thế này, tìm một bạn trai giàu có là ổn. Chỉ thấy lăng kiếm cũng được đấy, vừa đẹp trai vừa giàu em lấy anh ta, là thành thiếu phu nhân rồi. Đủ rồi chị dâu, đúng là con dâu tốt của mẹ. Suốt ngày tiền, lăng kiếm là công tử ăn chơi. Thay bạn gái như gì, tôi không bị lừa đâu. Ôi trời, tập đoàn Mark là tập đoàn lớn. Còn chưa biết, qua phỏng vấn không nữa. Yên tâm đi, vũ tình, em sẽ thành công mà. Anh thì biết gì, kẻ đảo chảo thôi, có biết tập đoàn Mark không? Tôi, tôi đừng cãi nhau nữa. bóng dáng này sao giống trương long phi vậy ông trương tuyển phòng tài chính ông có chỉ thị không các cậu tự quyết đi nhưng có một việc cần cậu đích thân theo dõi ban lãnh đạo tập đoàn kính trọng như vậy sao có thể là anh ta chắc nhìn nhầm rồi số một có long phi à lại đây ăn cơm đi vâng xong ngay đây bố mẹ con đã được nhận vào làm rồi nhận thì nhận thôi chỉ là một nhân viên có gì mà phải phấn khích thế lăng kiếm cho con điều kiện tốt như thế con lại không đi thật không hiểu nổi con lăng kiếm cho con chẳng thèm con tự tìm con tốt hơn gấp trăm lần bố chị dâu mọi người đoán xem con vào vị trí gì không phải làm kế toán sao chẳng lẽ lại được làm quản lý nhỏ quá rồi em được làm trợ lý tổng giám đốc con tưởng là tổng giám đốc cơ trợ lý thôi mà nhìn con kìa vũ tình em không nói dối chứ em vừa tốt nghiệp, sao có thể đảm nhiệm vị trí này? Chỉ là trợ lý đương mà. Mọi người sao vậy, bố mẹ không hiểu đó thôi. Tập đoàn Mark là công ty đa quốc gia, rất giàu có, được làm trợ lý tổng giám đốc. Sau này sẽ rất nhiều người đến nhờ vũ tình, đúng là vị trí cao. Này, sao biết rõ thế, chồng con đều làm ở tập đoàn Long Phi, có kinh doanh với tập đoàn Mark. Tất nhiên con biết rõ rồi, vũ tình công ty còn tuyển không? Chỉ cũng muốn thử, làm nhân viên bình thường cũng được ha ha thử sườn của tôi đi nào chị dâu tôi nghe thấy hết rồi nhé nếu chị muốn đi làm thì cũng được thôi nhưng chị tuyển thêm cho quán hai người đi nếu không tôi và bố không xoay sở nổi đâu còn tuyển người nghĩ gì thế hả nghĩ là lượn giúp anh giàu sao tôi nói này cái nhà máy đó sớm muộn cũng sập anh đi theo hắn thì đừng về đây nữa chị dâu làm người phải biết mình anh không bằng cấp không năng lực thì đừng có mơ nữa anh nghĩ tiền dễ kiếm sao ha ha Vũ tình à anh có việc muốn nhờ ơ dừng lại muốn tiền thì tìm mẹ em không có đâu không phải đâu công ty của anh vẫn luôn hợp tác với tập đoàn mark nhưng gần đây họ lại chấm dứt lãnh đạo của anh rất lo lắng muốn gặp tổng giám đốc chi nhánh của em em giúp anh hẹn gặp được không khi đó anh sẽ được thăng chức đừng mơ không có cửa đâu dù em mới đi làm nhưng cũng thừa biết mấy chuyện này đối với việc này em không ngốc đi hủy tương lai của mình đâu long phi chủ tịch lăng vân mấy lần muốn gặp anh không thể từ chối nữa khi nào anh rảnh được sáng mai tôi sẽ đến lăng vân tiện khảo sát chút được đây chẳng phải là anh rể vũ tình sao sao lại đến công ty chúng tôi cô tống cô làm việc ở đây à đừng nói chuyện tôi quen anh sao anh đến đây làm gì sao không làm ở nhà hàng không phải đến xin việc chứ ê anh kia chào anh lăng tôi là Trương Lãng, quản lý bếp. Người này cũng coi như quen biết. Anh nhận người đến xin làm bếp đi. Anh Lăng à, đầu bếp đã tuyển đủ rồi, nhưng vẫn thiếu tạp vụ. Anh xem, làm tạp vụ cũng được. Anh ta trước là kẻ ăn mày. Sau gia đình bạn tôi, thu nhận làm con rể, chắc không được coi trọng. Muốn tự lập rồi, nể mặt vũ tình, giúp anh một lần, đến làm nhớ ăn mặc chỉnh tề. Bộ dạng thế này, mất mặt công ty lắm. Đi thong thả. Này, đừng có ghen tị, bố của Lăng Thiếu, chính là chủ tịch lăng vân đấy anh không có cửa đâu tôi đưa anh đi nhận việc này anh trương anh đi đi tôi không đến xin việc ơ ờ, anh trương chủ tịch anh mặc gì thế này tôi suýt không nhận ra nếu gặp bạn bè mà phải mặc trang trọng thì để tôi về thay đồ ôi không anh xem anh nói thế là sao anh ăn mặc càng thoải mái anh càng coi tôi là anh em đi thôi vào văn phòng tôi đi nói chuyện chút Mời. Ông Lăng, lần này tôi đến để nhờ ông giúp đỡ. Ha ha, cần tôi giúp gì thì cứ nói. Tôi muốn mua tòa nhà, nhưng tôi đang thiếu tiền. Được. Tôi tưởng chuyện gì to tát, một tòa nhà thôi mà. Không tốn bao nhiêu, nói đi, muốn mua ở đâu? Tôi mua cho anh luôn. Ông nói đấy nhé, là ông mua luôn cho tôi. Tất nhiên rồi, Lăng Chí tôi nói là làm, đừng nói một tòa, dù là biệt thự cũng không thành vấn đề nhưng mà anh, phải đến công ty tôi, làm tổng giám đốc, chúng ta cùng nhau hợp tác, ha ha. Ông Lăng, tôi muốn mua một dự án phía Tây, tên là Long Bay, gồm cả các giai đoạn chưa phát triển. Ồ, gì cơ? Anh muốn mua toàn bộ dự án. Anh Trương, đúng là khách quý, mời ngồi. Tuyết Nhi, khi nào thì Tổng Giám Đốc Mark đến? để ra cửa đó bố trợ lý bên đó đá gọi điện báo ông giảo duệ tự đến nhưng không biết bao giờ đến hừ đi xuống chờ cũng là người nước ngoài rất dễ nhận ra mà được anh bạn ngồi đây một lát chuyện đó bàn ký sau nhé chúng ta đi xuống đón khách ông lăng không cần đâu tôi chính là giảo duệ cái gì anh nói gì cơ tôi không nghe rõ trời ơi nhớ ra rồi bố ơi trước đây khi anh trương làm thông dịch viên vệ sĩ của joseph gọi anh ấy là giảo rệ mà anh trương thì ra anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn mark sao không nói sớm chứ tôi tự đến chẳng phải rất có thành ý sao ha ha không ngờ đấy anh bạn thì ra anh chính là tổng giám đốc mark ô trời ơi đừng gọi là anh em gì nữa con còn thấp hơn anh một bậc con lớn hơn anh ấy vài tháng theo lý mà nói phải gọi là chị đấy ôi rào tiểu tiết ấy mà này anh bạn mau nói đi anh làm thế nào thành tổng giám đốc vậy đó là kế hoạch kinh doanh của tôi này anh bạn đã là tổng giám đốc của mark thì dự án mới này khởi động luôn được chứ đừng vội ông lăng nãy còn chưa nói xong về chủ đề đó mà hừm vậy vừa nãy anh nói muốn mua long bay là thật sao long bay là dự án bất động sản của long phi anh trương muốn dự án ở đó nếu vậy, giá nhà của Long Bay sẽ tăng lên rất cao, thông minh đấy. Tôi đã xem báo cáo của ông có ba vị trí đặt nhà máy, có cả khu phía Tây. Tôi đây chỉ tiện tìm chút lợi ích cho mình, dù sao thì tôi cũng chỉ là một tổng giám đốc nhỏ thôi mà. Hơn nữa, việc này không gây tổn thất nào cho chúng ta. Tôi hiểu rồi, này, có nghĩa là dự án của chúng ta, 2 tỷ, dù nó nằm ở đâu, nó cũng sẽ thúc đẩy giá bất động sản xung quanh cũng tăng. Ý tưởng này không tồi, tôi ủng hộ anh, nhưng mà ông Lăng. Tôi không có tiền, cần bao nhiêu, tôi cho anh mượn, tổng diện tích là 250.000m2. Theo ước tính, để mua lại các lô còn lại, cần khoảng 20 tỷ, mua nhà không vấn đề, nhưng mà, quỹ đất sửa trữ của Long Phi, chưa chắc sẽ bán đâu. Hơn nữa, anh mua cả khu đất này một lần, sẽ khiến họ cảnh giác, đến lúc đó họ sẽ nghĩ rằng, dự án này, vẫn còn tiềm năng, ông Lăng chị tuyết hai mươi tỷ này tôi chỉ vay ba tháng và sẽ trả lãi ngoài ra tôi sẽ không để hai người chịu tổn thất đâu đã gọi tôi là chị thì tiền này tôi phải cho vay rồi nhưng đây là đang răng bẫy long phi mà chuyện này tôi chưa tiện nói được rồi vậy tôi không hỏi nữa khi nào cần tiền chuyển vào đâu càng sớm càng tốt tôi đã nhờ anh họ đăng ký công ty bất động sản tôi gửi tài khoản cho ngoài ra về dự án mới này, tôi không muốn hợp tác với tập đoàn Long Phi. Chi tiết cụ thể, hai người tự nắm bắt. Tiểu Ngọc, sau này anh Trương đến nữa, không cần gọi điện cứ, dẫn anh ấy đi lên. Đây là ai vậy, thân thiếu với cô Lăng vậy, chẳng lẽ là bạn trai, ồ. Chủ tịch, bất động sản tường khôn, muốn mua lại dự án Long Bay, và hai mảnh đất xung quanh về việc này mong chủ tịch trao đổi bất động sản tường khôn điều tra chưa sao họ muốn mua lại dự án ở vị trí hẻo lánh này có phải họ nhận được tin nội bộ nào không đã điều tra bất động sản tường khôn là công ty mới đăng ký ở phía tây họ nói lý do là muốn xây một thị trấn ở phía tây lý do này không đủ thuyết phục đúng rồi dự án năng lượng mới không phải cũng nằm ở đó à chủ tịch một nhân viên cũ của chúng ta đang làm việc tại tập đoàn mark mượn tiền thư ký tôi mua nhà ở ngoại ô phía nam theo suy đoán địa điểm dự án mới khả năng ở phía nam ngoại ô phía nam có tin đồn không chưa có à nhưng chồng của cô ấy vẫn làm việc tại đây tên là lý kiệt hay để tôi đi dò xét thử tôi biết lý kiệt em gái anh ta là trợ lý tổng giám đốc mark mua nhà đầu tư ở ngoại ô phía nam khả năng thật thông báo xuống dưới thu gom vốn theo dõi dự án của tập đoàn mark chủ tịch bên tường khôn sao ạ à? Có người mang tiền đến cho mình, làm gì có lý do để từ chối, đồng ý đi. Nhanh lên. Qua đây, này, Vũ Tình, mẹ là mẹ của con, con nói cho mẹ biết, dự án năng lượng mới đặt ở phía Nam phải không? Mẹ đầu tư cũng là vì con, chuẩn bị của hồi môn, mẹ thôi đi, con không cần, hồi môn gì cả, con không nói đâu, đó là đạo đức nghề nghiệp, với lại mẹ à đừng nghe những lời đồn thổi nữa mẹ mà đầu tư gì nhỡ mất trắng thì sao lúc đó hối không kịp miệng quạ đen vũ tình à bộ phận kỹ thuật đã khảo sát ở phía nam rồi chủ tịch lăng vân cũng đã đích thân đến dự án này đặt ở phía nam là chắc chắn không biết nếu biết cũng sẽ không nói đâu chị dâu chị đừng đoán mò nữa làm mẹ hiểu lầm còn ảnh hưởng không tốt đến công ty thôi đi làm đây vũ tình mẹ chị dâu đầu tư có rủi ro dự án đó còn chưa quyết định tốt nhất đừng đầu tư biết cái gì đồ ăn mày anh thì biết gì đi chỗ khác đi trương long phi sau đừng có nói linh tinh cái nhà này cho anh miếng ăn anh nên biết ơn đi thể hiện cái gì bà lý này dạo này bí ẩn thế đang làm cho gì vậy lão sử chúng ta sắp phát tài rồi phát tài gì đầu tư bất động sản Tôi mua 3 căn nhà, con dâu mua 2 căn. Giá nhà đã tăng lên hơn 17.000 rồi. Nghe nói sẽ còn tăng đến 30.000. Nếu tăng đến 28.000, tôi sẽ bán ngay. Lúc đó, chúng ta sẽ kiếm được hơn 600.000. Không phải chứ, bà lấy đâu ra tiền để mua nhà, tôi đã thế chấp nhà của mình. Thế chấp nhà rồi, nếu không, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Chuyện lớn như vậy, sao không bàn với tôi trước, bàn với ông thì đợi đến bao giờ giá nhà đang tăng vù vù chậm tay là chẳng mua được gì thế sao bà biết giá nhà sẽ tăng bà biết tính toán hay thần tài báo mộng hừ tất nhiên tôi biết công ty của vũ tình đã đầu tư 2.000 tỷ vào dự án ở ngoại ô phía nam bây giờ sắp thành khu phát triển rồi giá nhà chắc chắn sẽ tăng vũ tình nói à cần gì nó phải nói giờ con dâu đang làm khảo sát bên đó rồi cả xã hội đều đồn thổi giá nhà chắc chắn sẽ tăng tôi không sai đâu Tôi thấy bà chỉ ham tiền thôi Sớm muộn gì cũng thua lỗ Hừ Đồ không biết nhìn Anh lược Chuyện làm đến đâu rồi Long Phi đã xong rồi Tập đoàn Long Phi đang cần vốn Nên mất 16 tỷ thôi Tốt lắm Vậy có thể tiến hành Kế hoạch tiếp theo rồi Tổng giám đốc khu vực đại hoa ông Giảo Duệ Phát biểu ý kiến Mọi người hãy chào đón Xin chào Tôi là Giảo Duệ rất vui được đến đây anh rể mọi người vất vả rồi sao có thể người còn gầy đi rồi trương long phi sao có khí chất và năng lực thế chứ sau khi thảo luận với tập đoàn lăng vân dự án năng lượng mới sẽ đặt ở phía tây thành phố hy vọng mọi người tiếp tục nỗ lực nếu làm tốt tôi sẽ cho mỗi người một phòng bì lớn có được không ôi vũ tình có chuyện gì không có gì anh rể ở trong cửa hàng ở cả buổi sáng à anh ấy đi tập võ đã duy trì lâu rồi có chuyện gì à không có gì chỉ bận việc đi vũ tình gửi cho tôi bản ghi chép cuộc họp ngày mai phải chuẩn bị tài liệu được rồi này trợ lý giang tôi muốn hỏi tên thật của tổng giám đốc là gì sao lần đầu gặp người đẹp trai vậy rung động à không tôi chỉ tò mò thôi hỏi thử tôi chỉ biết anh ấy họ trương gì cơ Họ Trương Sao vậy? Không có gì Tôi có việc, đi trước đây Chờ đếm tiền này Đang vứt tiền thì có Này, sống yên ổn không muốn Còn học đòi đầu tư Không nhìn lại mình đi Ôi bố ơi, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi Mẹ con và chị dâu đã thế chấp nhà, mua 5 căn ở phía nam, giờ hay rồi, mất sạch rồi, cái gì? Cắm nhà mình, đầu tư bất động sản, cái này, hai người giỏi đấy, giờ thì nhà cũng sắp mất rồi. Vũ tình à, phải làm sao đây, mẹ với chị dâu con, cùng nhau vay 2 triệu, mà đó là khoản vay cá nhân, mỗi tháng tiền lãi, cũng hơn 20.000, giờ phải trả sao đây? Vũ tình, mai mẹ bán 5 căn này, còn kịp không? Không kịp nữa rồi, ngày mai công ty, tổ chức họp báo, đêm nay ai cũng biết rồi. Đến lúc đó, giá nhà ở phía Nam sẽ xuống đáy, vậy thì không ai mua lại đâu. Ôi trời, phải làm sao đây? Bà không phải nói, thế chấp ngân hàng sao? Sao lại thành vay tư nhân rồi? Vay tư nhân lấy tiền nhanh mà, lúc đó gấp quá, ai ngờ thành ra vậy. Mỗi tháng phải trả hơn 20.000 tiền lãi, mà trong 3 tháng nếu không trả, nhà sẽ bị mất. Cộng tiền vay, mỗi tháng phải trả 70.000. Mà vay tư nhân là phải trả ngay làm sao bây giờ hai trăm vạn này chẳng lẽ nhà mình phải ra đường ngủ sao tôi phải làm sao đây khóc khóc thì được gì này hai kẻ phá hoại này muốn chọc tôi tức chết ta à? bố ơi lão sử lão sử chủ tịch ơi nghĩ có người bẫy chúng ta bị tính kế rồi nghĩ gì nữa quá rõ rồi vừa mới lấy được mảnh đất tập đoàn mát lại tuyên bố ở phía tây nói là trùng hợp ai mà tin được có phát triển mảnh đất ở phía nam không phát triển gì giờ mà đầu tư vào chắc chắn sẽ lỗ nặng lập tức điều tra bất động sản tường khôn đứng sau là ai dám gài bẫy tôi rõ chủ tịch vợ chồng lý kiệt rất đáng nghi họ đã truyền tin giả lừa chúng ta lý kiệt thông báo phòng nhân sự cho hắn cút lan truyền ra ngoài để hắn vào danh sách đen rõ may bố không sao nếu không nhà mình sụp đổ mất anh tập đoàn long phi thật quá đáng phong sát anh khắp ngành chỉ vì dự án mới tập đoàn long phi đã mua lại mảnh đất ở phía nam làm cho lỗ hàng trăm tỷ họ cho rằng tập đoàn mark với bất động sản tường khôn gài họ và người then chốt chính là anh và chị dâu họ xem anh là kẻ chịu tội thay anh thì liên quan gì còn chưa nghe gì về bất động sản tường khôn sao anh phải chịu tội là tại chị dâu đã tiết lộ thông tin về vụ đầu tư ở phía nam ra và em lại là trợ lý tổng giám đốc Mark, nên mới gây ra hiểu lầm cho tập đoàn Long Phi. Nên giờ họ đổ tội lên anh, nhưng chuyện cấp bách nhất vẫn là chuyện vay vốn. Còn hơn hai tháng nữa, nếu không trả được tiền, nhà của chúng ta sẽ bị thu hồi, hay là thế này. Bán nhà hàng đi. Cũng được khoảng 2 triệu. ba Dù trả hết nợ, chúng ta còn nhà ở ngoại ô, trả 50.000 hàng tháng. Không có nhà hàng, chúng ta sống sao? ba Anh họ đầu tư bất động sản tăng giá rồi, và lại công ty của anh ấy làm ăn cũng tốt. Hay mình vay anh ấy một chút? 2 triệu chắc không thành vấn đề, thật hả? Là thật đấy, đơn hàng của anh ấy, toàn đơn vài tỷ, lương của con, tăng lên 12.000 rồi. Cuối năm còn có thưởng, thật hả? Giờ lương của Vũ Nhược là 12.000, cuối năm còn có thưởng, nếu lượng lượng cho mượn tiền, thì quá tốt rồi, tốt quá rồi, thật sự quá tốt. Sao thế được, tôi tốt nghiệp đại học mà chỉ được 8.000, cô ấy người câm mà lương còn cao hơn, vậy học đại học chẳng phải vô ích sao? Anh Lượng đã nói, Vũ Nhược làm việc rất tốt, căn nhà mua lúc trước, đã tặng luôn cô ấy, và hơn nữa, anh ấy còn muốn Vũ Nhược làm giám đốc tài chính. Tương lai, một năm lương tiền triệu. Bố ơi, gọi cho anh Lượng đi, giờ chỉ có anh ấy thôi, đúng. Alo, Lượng à, là chú đây, có chuyện này, được. Nể mặt Vũ Nhược, anh ấy đồng ý cho mượn tiền, nhưng mà có một điều kiện, mỗi tháng trả 20.000 cộng thêm khoản vay mua nhà, tháng phải trả 58.000. Mọi người nghĩ cách đi. Bố ơi, con góp 8.000. Con, con không cần lương nữa. Bố ơi, con cũng như chị, cũng góp 8.000, được rồi, con, hiện tại con không có việc, con sẽ giúp trong tiệm. Con, con góp 3.000 nhé. Ôi Tiểu Thiến, đầu tư bất động sản, là do con suối đấy, con phải chịu trách nhiệm, có 3.000, con nghĩ thế được à? Đúng, Tiểu Thiến góp. 5.000 Con sẽ ra ngoài tìm việc, để hỗ trợ. Được rồi, quyết định như thế đi. Mọi người gom tiền, đưa cho Vũ Nhược, để cô ấy trả nợ. Ờ, ngày mai quán chúng ta, sẽ mở cửa lời. Bố à, công ty của con gần quán ăn như vậy, chúng ta có thể, giao đồ ăn cho nhân viên mà bán với giá rẻ, như vậy, còn kiếm được nhiều hơn, với việc chờ khách đến. Đúng rồi, văn phòng của con, đều không thích ăn ở dưới lầu, con sẽ kêu họ, đặt ở tiệm mình. Con cũng nghĩ vậy. Trời ơi, công ty 2.000 người, một ngày phải làm rất nhiều đó. Cứu với, kẻ buôn người bắt cóc trẻ con, cứu với. Cứu với, kẻ buôn người bắt cóc trẻ con. Thả người ra, đừng lo chuyện bao đồng Tao giết mày bây giờ, cút đi Đồ vướng víu, cũng dám cảm đường chúng ta Muốn chết à, chiến sĩ không sợ chết Dù đã xuất ngũ, vẫn phải có trách nhiệm Lên Để đứa trẻ lại, còn có thể nói chuyện Muốn đứa trẻ à, vậy tao đưa cho mày cẩn thận cút đi anh trai cảm ơn anh không tôi không xong rồi tôi mời anh một ly được cảm ơn tôi mời khách mới phải tôi tên chu mộng mộng cảm ơn đã cứu cháu gái tôi không sao đâu vậy cùng đi nhé đi thôi anh trương tôi là người thua lỗ đã xuất ngũ và đang tìm việc anh nói anh muốn mở công ty bảo vệ tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng tôi cần trở về nói chuyện với đồng đội không vấn đề tôi đánh giá cao sự dũng cảm của anh tôi cũng tin đồng đội của anh ai muốn làm tôi đều nhận yên tâm nhé cảm ơn được rồi chỉ uống đến đây thôi anh về nhé muốn gặp thì đến tiệm của tôi được à nhớ nhé đừng để lộ danh tính của tôi yên tâm tôi thật không uống rượu giỏi trương long phi ăn no ba ngày là có ý đồ xấu phải không dám lừa dối chị tôi đi tán tỉnh người khác hừ thật không biết xấu hổ ai đánh tôi vậy cô à cô là ai thế chưa rõ việc gì đã ăn nói như vậy trông thì đàng hoàng sao bất lịch sự thế bảo tôi bất lịch sự được lắm cô cũng muốn bị dạy dỗ nhỉ mộng mộng chuyện gì vậy em bắt chị đêm hôm đến đây chỉ vì anh ta cô ấy không nói lý còn đánh người cô là ai chị ơi trương long phi anh rất giỏi còn tìm tình nhân học cái gì không học lại học làm tiểu tam còn chọn loại đàn ông này nhìn vợ anh ta kìa cái gì dám nói tôi đừng đánh được rồi đừng đánh nữa chị gái đừng đánh nữa chị là bà chủ lớn đánh nhau làm gì trương long phi anh đợi ký giấy đi em vì loại như anh ta mà đánh nhau em muốn chị tức chết à về nhà với chị ngay chị không phải vậy đâu ly hôn phải ly hôn đồ vô ơn cánh cứng rồi còn đi tìm bồ nhí dám đối xử với vũ nhược như vậy vũ tình thật sao con giả được à con tận mắt thấy còn đánh nhau với họ nữa tức chết đi được hắn ở đâu tôi phải đánh gãy chân hắn bố con tin long phi anh ấy chắc chắn có lý do bố đừng đánh anh ấy đóng cửa hàng tìm anh ta ra cho tôi ôi bố ơi tìm anh ta dậy đi. Bố. Sao bố đánh con, đáng đánh anh, tổn thương vũ nhược. Phải đánh gãy chân anh, ôi chờ đã, sao con làm tổn thương cô ấy được. Còn chối, vũ tình tận mắt thấy. Ôi, bố ơi, hiểu lầm rồi. Con cứu cháu gái người ta, mới mời con một bữa. Con uống hơi nhiều, nên cô ấy mới dìu, giữa con và cô ấy, chẳng có gì cả. Anh, còn bào chữa, phải không? Này, dù có mời anh ăn, thế sao còn uống rượu? còn uống say nữa, còn chối. Vũ nhược con tránh ra, à, lén lút tìm nhân tình, hôm nay tôi phải đánh gãy chân anh, đừng. Con làm gì vậy, bố, con tin tưởng Long Phi. Bố, con nói thật mà, cả đời này, con chỉ lấy cô ấy, chăm sóc cô ấy và chữa bệnh cho cô ấy, vũ nhược có tha thứ, thì tôi cũng không, dù con gái tôi bị câm, không bằng người khác, nhưng anh đừng quên, nó đang mang thai con của anh. Bố, con con thật sự không có con phải nói gì bố mới tin con đây hừ vũ nhược đừng tự ti sắp rồi em sẽ thành người mà mọi người ngưỡng mộ của anh người tiếp theo làm gì thế chào ông hen chào giám đốc vũ tình đây là gia đình cô làm à nghe nói rất ngon đúng vậy ông hen đây là anh rể tôi hôm nay đều do anh ấy nấu mời ông thử được à ông là sếp của vũ tình phải không chào ông tôi nghe ông chiếu cố vũ tình nhiều nếu có gì không vừa ý ông cứ nói tôi sẽ cải thiện nhất định rồi vậy tôi đi trước ông ấy là sếp của tôi được mang đồ vào đây là ông ấy cho phép tôi nói anh đừng tỏ vẻ thân thiết lắm nếu chọc giận họ không kinh doanh được nữa đâu ồ phải vậy sao cho anh chút mặt mũi đã lên mây rồi à tôi nói này chuyện kia chưa xong đâu đưa tôi long phi mau về nhà hàng bị chặn rồi ba đang định đánh nhau với họ nợ nần phải trả là điều tất nhiên còn dám chống đối tôi thấy nhà hàng này không muốn làm nữa nhỉ anh dám làm gì thế ba chuyện gì thế chẳng phải mẹ và chị dâu vay tiền sao người ta đến đòi nợ còn chưa đến hạn mà và chúng ta vẫn trả lãi lãi suất lãi suất bao nhiêu tiền tôi xem không bằng lấy nhà hàng này thế chấp đi anh được hời rồi anh nói bậy nhà hàng của tôi ít nhất cũng được 2 triệu giờ nhà hàng còn đi đơn đều tháng lãi mấy chục nghìn đây rõ ràng là ăn cướp phì ai bảo vợ ông và con dâu ông nợ tiền Sao, không chịu được à? Đánh tôi đi. Anh nói cho cẩn thận, chửi ai đấy? Trương Long Phi anh điên à, đánh người là anh, anh tự chịu đi, tôi thấy mấy người. Muốn ăn đòn, các anh em, xử cho tôi, không phân biệt ai. Đánh hết cho tôi. Tôi xem ai dám. Ấy. Giang Ly. Sao anh đến đây? anh long phi mấy người bạn của tôi nghe chuyện anh cứu người mọi người đều muốn gặp nên tôi đưa họ đến đúng lúc thấy đánh nhau chúng tôi là cao thủ trong quân đội đấy tôi nói này đánh người là phạm pháp chúng tôi đến đòi nợ thôi anh lại đánh người là vi phạm pháp luật nãy hùng hổ lắm mà giờ sợ à anh trai là anh đánh tôi trước đấy có sao ai đã thấy đúng ai thấy được anh trai tôi nhận thua nhưng tiền các anh nợ vẫn phải trả không trả tiền tôi không lấy được cũng sẽ có người khác đến đòi chồng ơi anh nói với họ em đã nhờ anh họ treo bán căn nhà em đứng tên rồi vài ngày nữa là nhận được tiền anh bảo họ cho thêm vài ngày nữa vợ tôi đã bán căn nhà ở long bay rồi chiều mai các anh qua lấy tiền còn dám làm loạn nữa đừng trách tôi, tôi biết rồi. Ngày mai chúng tôi đến. đi đi, được. Giang Ly à, anh nói là anh và Long Phi quen nhau lúc cứu người. đúng vậy, lúc đó may có anh ấy, không tôi bị đâm rồi. ôi không sao đâu. chị ạ, à, chị đừng vui quá. biết đâu chừng, đây là người Long Phi tìm đến, chỉ để che giấu chuyện anh ta tìm nhân tình vũ tình nói đúng đó chỉ có cô ngốc này mới tin lời anh thôi bán nhà sao không bàn với chúng tôi xứng đáng bị người khác khinh bỉ mẹ đừng nói nữa hai người còn dám đến đây hừ chưa bị đánh đủ phải không để tôi chị hai vị ân nhân đều ở đây hai cô sao tìm được đây chúng tôi hỏi cảnh sát mới biết anh ở đây anh long phi một lần nữa cảm ơn hai anh đã cứu cháu gái tôi thật sự xin lỗi anh trương là tôi đã hiểu lầm anh nếu không có hai anh con gái tôi đã gặp nguy hiểm rồi tôi rất biết ơn không có gì đâu chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm anh rể không biết đúng sai đã đánh người còn bêu xấu người ta cô nên thấy may mắn vì chị tôi khoan dung nếu không cô biết tay mộng mộng để xin lỗi tôi quyết định cho toàn bộ nhân viên của mình đặt món ăn ở đây một nghìn ba trăm người không phiền chứ ồ không phiền món ăn của chúng tôi vừa sạch vừa rẻ thực khách sẽ hài lòng không phiền bố chúng ta nên tuyển thêm người tuyển tuyển người đầu bếp làm lớn chúng ta sẽ mở chi nhánh anh rể xin lỗi anh nhé em hiểu lầm anh rồi còn đó, sau này chuyện gì, biết rõ mới nói nhé. Làm chúng ta, hiểu lầm Long Phi bao lâu. Long Phi Anh chuẩn bị đi, làm sao vậy? Em liên lạc với anh em rồi. Có tới 3.000 người. Công ty an ninh phải khởi công rồi. Nếu không 3.000 người không có chỗ đâu. Càng nhiều càng tốt, tôi sẽ lo chỗ ăn chỗ ở. Ăn ở em yên tâm, Long Phi, không có gì đâu, chỉ là chúng em đều từ một đơn vị, nếu làm việc cùng nhau, em vẫn hy vọng được ăn ở cùng nhau, ở một nơi rộng rãi. Có được không? Em lại lo thành lập công ty thì dễ, nhưng vốn thì không nhỏ đâu, tôi ước tính 20 triệu cũng không đủ. Long Phi, nhà hàng nhà anh cũng kiếm được ít, nếu không được, chúng ta tìm cách khác, đừng quá khó xử. Hai người, anh đâu nói dựa vào nhà hàng, gì cơ? anh chơi tôi à giang ly đây là ý tưởng hay sao nếu dùng tiền nhà còn được vài ngày nhưng anh nghe xem anh ta nói không phải vụ này anh theo đi tôi đi đây anh đông đây là một cái bẫy các cậu đừng dính vào theo tôi đi coi như không quen biết anh đông không phải như anh nghĩ giang ly để anh ta đi anh anh đông hiểu lầm thôi không sao không cần miễn cưỡng tôi từ một kẻ ăn xin được như hôm nay đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố rồi tôi hiểu ra một điều đừng bao giờ cố gắng thay đổi một ai đó một kẻ ăn xin trong mắt họ luôn là như thế có tài giỏi đến đâu họ cũng không thừa nhận rằng họ đã sai anh long phi em không có ý đó giải thích làm gì ôi tôi đã nói rồi anh chỉ nói mồm chúng tôi tin làm sao đừng đùa nữa tôi là người cứng đầu chưa thấy lợi ích gì tôi sẽ không theo anh đi được rồi giang ly thông báo xuống nếu ai giống hắn, muốn rút lui thì đừng giữ lại và không thuê lại, anh đe dọa ai, còn lưỡng lự gì nữa, hắn đang chơi chiêu đấy, đừng bị lừa, tôi tin Giang Ly, anh ấy tin Long Phi, nên tôi cũng tin, các anh thì sao? Đồ ngu muốn làm không công à, Long Phi, em thật tuyệt vời, lần này kiếm lớn rồi. Căn hộ ở Long Bay, đã bán hết sạch, 30.000 mỗi mét, đoán xem được bao nhiêu, 35 tỷ đấy, nếu anh là phụ nữ, anh cũng muốn lấy em làm chồng. Anh Lương, may mắn anh không phải là phụ nữ. Đừng ngốc nữa, dọn dẹp khu vực này đi. Em cần dùng, ôi rào, cứ lấy đi. Cổ phần của em ở Nam Hải đủ mua chục cái nhà máy này. Đồ của anh, em muốn thì cứ lấy, không cần báo trước đâu. Công ty Nam Hải, anh là người đứng sau sao? Chỗ này cũng của anh, tôi chỉ là một kẻ ăn xin thôi. Ôi không, anh Trương, tôi đã nhìn nhầm rồi. Tôi mắt mù, anh xem, có thể thuê lại tôi không? Không thể. Chưa làm gì, đã muốn hưởng phúc rồi. Người như anh không xứng làm với tôi. Long Phi, anh ta đi rồi, thân phận có lẽ sẽ bị lộ, sớm muộn cũng lộ thôi, chỉ là hiện tại, em cần chút thời gian, lập công ty bảo vệ. Vậy, hãy để Vũ Nhược ra mặt trước. Cũng là lúc cô ấy tỏa sáng, trở thành tâm điểm. Vũ Nhược biết, mình có trong tay 100 tỷ xé, phản ứng sau đây, chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, tôi sẽ cho cô ấy một lễ nhậm chức hoành tráng. Sếp, đây là danh sách nhân viên tổng, 2.800 người. Giang Ly, không có ai, đừng gọi tôi là sếp, nghe xa lạ quá, ngồi đi. Anh Long Phi, quản lý nhiều người vậy, em không có khả năng, hay là, thuê người chuyên nghiệp, không cần. Tôi đã có người rồi. Anh nghĩ sao? Về bố vợ tôi, là cựu đoàn trưởng, giờ đang chuyển nghề, nhưng vẫn phù hợp. Sao em quên được nhỉ? Ngồi đi. Giang Ly, công ty của chúng ta không nhận canh giữ cổng chúng ta đi theo hướng bảo vệ cho ngôi sao hộ tống trên biển an ninh cho sự kiện vì vậy lễ nhậm chức của vợ tôi ngày kia sẽ là thử thách đầu tiên anh yên tâm cứ để em vợ ơi nếu anh nói giờ mình rất giàu em tin không em đã rất giàu rồi mà anh lương đã trả em năm mươi nghìn rồi và thưởng cuối năm em được một triệu trong cái thẻ mà em liên kết với anh đó long phi anh không kiểm tra à ha số tiền này chưa thấm vào đâu đâu nếu anh nói bất động sản tường khôn vốn là của em thì em có tin không chồng ơi anh bị sốt à sao lại nói điều vô lý thế anh đùa em à bất động sản tường khôn giá trị vài tỷ cơ mà vợ ơi anh không đùa đâu em là bà chủ của tường khôn thật anh không nói với em là lo em bị sốc nhìn này từ bây giờ lương một tháng năm nghìn tăng lên mười hai nghìn rồi năm mươi nghìn là để em thích nghi và em cũng chấp nhận phần thưởng một triệu điều này chứng tỏ tâm lý em đã đủ vững khi biết tài sản của mình rồi không đến nỗi nào trương long phi sao em cứ cảm giác anh vẫn còn chuyện giấu em nhỉ chắc chắn là có ngày kia em sẽ thành bà chủ của tường khôn anh cũng cho em biết tập đoàn long phi cũng là của em đừng nói linh tinh nhưng long phi em tin anh làm điều gì cũng vì muốn tốt cho em vì vậy miễn là anh nói em đều sẽ chấp nhận vũ nhược em yên tâm không bao lâu nữa tập đoàn long phi sẽ thuộc về em anh hứa đấy bà lý bà và tiểu thiến hai người vay nợ làm nhà cửa loạn cả lên đúng không Vũ Nhược bán nhà đi, mới giúp vượt qua khó khăn, tôi cũng không nói gì mà, vậy sao hai tháng nay, lãi 400 nghìn, mà bà lật dấu đi, bà không định trả cho Vũ Nhược à, ông định làm gì, ông vẫn muốn giao quán cho Vũ Nhược phải không? Tôi nói, không đời nào, ôi bố ơi, thôi nào, số tiền nhỏ này, chúng con không cần đâu. Ồ, cánh cứng rồi à? Đúng thế, Long Phi, người không biết, còn tưởng anh là con của nhà giàu có nào, ra ngoài trải nghiệm cuộc sống làm gì thế, nuôi lớn như vậy, chút tiền này, coi như là, tiền nuôi dưỡng, mẹ nói gì thế, chị đã hy sinh nhiều rồi, mẹ làm vậy, quá đáng lắm. Bố, tiền không cần trả, con vừa được một triệu tiền thưởng, con tự lo được, vũ nhược, con nhận được, tiền thưởng một triệu sao, có thật không? Vũ tình, bình thường đi làm, toàn đi xe ôm, con cho em nửa triệu, mua cho mình một chiếc xe. Thật không chị, tốt quá, em muốn mua Porsche. Vũ Tình à, mua xe tốt như vậy để làm gì? Chiếc xe đó cũng phải hơn một triệu. Chị đã cho 500 nghìn. Tôi còn có lương, tôi tự trả được. Cái gì? Cùng một mẹ sinh ra, nhìn xem anh, sao lại khác xa vậy? Anh trả bằng ai, bao giờ mới có xe đây? Hai tháng này, tiền thu nhập đều do cô cầm. Ngoài tiền lãi còn 300 nghìn, anh là bất động sản tường khôn đặc biệt mời cô sử tham dự đến dự tiệc kỷ niệm đây là thư mời sao không quen không biết cô lại đặc biệt đến mời vậy mong mọi người đến thư đã được gửi xin phép một công ty lớn trị giá trăm tỷ lại gửi thư mời nhỉ này có phải con dâu vô tình giúp họ một việc lớn khiến họ thuận lợi có được dự án long bay ở phía tây thành phố vậy nên thực ra họ mời là tiểu thiến thôi nào nếu nói thẳng ra vũ nhược là chủ tịch tường khôn thì họ chắc chắn sẽ sốc lắm bất động sản tường khôn giờ là đề tài nóng doanh nghiệp nổi tiếng họ mời trực tiếp có vẻ họ rất coi trọng tôi biết đâu tôi sẽ được một vị trí tốt người ta là công ty trục tỷ còn công ty ngoại thương nhỏ của la lượng không xứng sách dép cho tường khôn chị dâu ăn nói cẩn thận đi nếu không sẽ đắc tội ai không biết được đâu lúc đó lại mừng hụt long phi này đừng tưởng vũ nhược có được chút tiền thưởng là cao nói cho cùng cũng chỉ là kẻ câm anh đừng nói cô ấy lại ảnh hưởng đến tường khôn chứ ha ha cười chết được một kẻ câm thì làm được gì ngày mai đừng đưa đi người được mời toàn là những nhân vật có máu mặt hừ kẻ câm chẳng nói được đi cũng chỉ làm mất mặt không được mẹ nếu mẹ không đưa chị ấy đi thì con hoa và anh rể cũng không đi được rồi tôi đưa đi cùng nhưng long phi và vũ nhược chỉ được ở góc khuất thôi đừng đi lung tung chị em sẽ đi cùng chị ôi vũ tình à sao lại dẫn theo chị câm của cô đây là bữa tiệc cao cấp chị cô không xứng đâu tống hiểu huệ cô có ý gì cô nghĩ bám được vào một công tử nhà giàu thì mình cao cấp lắm sao bảo sao lăng thiếu gần đây mất hút hóa ra là hai người đã cùng nhau rồi phải cô cao ngạo cô kiêu hãnh nhưng mà tôi là con dâu của lăng gia tôi rất cao quý giờ tôi yêu cầu chị gái cô rời khỏi hội trường có nghe không cô vũ tình chị cô cũng không nói được ở đây cũng vô ích hay là để chị ấy về trước hả lăng kiếm anh có ý gì anh nhắm vào Hai chị em tôi à, tôi chỉ thấy một hội trường lớn như vậy, chỉ cô không xứng, cô. Long Phi, anh đẩy vợ mình lên trước, còn anh định giấu đến bao giờ? Tôi à, Sử Vũ Nhược, đừng có gây chuyện, tôi đã nói gì, những người này không thể động vào. Đúng thế. Chị dâu, Vũ Nhược đang mang thai. Làm gì thế, Trương Long Phi, anh hét cái gì? Hai người nhờ thiệp mời của tôi mới được vào đây giờ vợ anh gây ra rắc rối không đuổi ra ngoài chẳng lẽ đợi việc lớn hơn anh mới vừa lòng sao một kẻ ăn mày một người câm thật không biết ai cho cô cái gan đưa họ vào đây đây là đang sỉ nhục nơi này cô nhìn xem mấy người đã làm gì đây là lăng gia vũ tình đã đắc tội lăng thiếu mấy người làm gì đây tôi nói cô vừa nói gì chị mình đi thôi đợi chút nữa rồi tính sổ với em tôi hỏi lại lần nữa cô vừa nói gì hắn chỉ là một kẻ ăn xin làm ôi nhục nơi này bố tôi còn sưng anh em với long phi cô là cái gì mà dám nói vậy cô xứng là tí nữa anh giải thích cho còn chuyện quan trọng hơn đi thay đồ trước đi tổng giám đốc xử mời qua đây đi đi Chị, chị đánh mạnh thế. Anh nên thấy may mắn, bố không có ở đây, nếu không anh biết tay bố. Về nhà đi, chị, Trương Long Phi chỉ là một đầu bếp, cũng xứng sao. Này chị Tuyết, lăng kiếm bản chất không tồi, cũng đừng quá nghiêm khắc. Vì nể mặt anh, tôi sẽ tha lần này. Cấm túc nửa năm, tôi. Đồ phá hoại, đều do cô gây ra. Chia tay đi. Vũ tình, chị của con đâu? biết ngay có chuyện mà có bị thương không hừ tôi đã nói không nên dẫn đi không biết có ảnh hưởng đến tiểu thiến không chắc chắn có ôi trời mọi chuyện đều đã xong xuôi là nhờ anh rể anh ta thì làm được gì đều do chị em con mau đi thôi tránh gây rắc rối cảm ơn mọi người dù bận rộn vẫn đến đây tham gia buổi lễ tôi xin giới thiệu tổng giám đốc của bất động sản tường khôn tổng giám đốc sử vũ nhược vì sức khỏe tạm thời không thể nói được nhưng nhìn bất động sản tường khôn mọi người đều rõ nếu các vị muốn hợp tác cứ liên hệ với sử tổng vũ nhược đây sao chuyện gì thế này tổng giám đốc lại là vũ nhược xong rồi tôi tương lai của tôi vị trí cấp cao tan tành rồi này vợ ơi trời ơi tôi đã làm gì nếu tôi biết sớm vũ nhược là tổng giám đốc của tường khôn thì tôi đã không dành cái nhà hàng rồi mẹ ơi con đã bảo mẹ rồi đối xử tốt với chị mẹ thì giờ hối hận có ích gì vũ tình trước đây đều là chị em tốt bảo chị cậu cho tớ một chân được không lăng kiếm bỏ tôi rồi công việc cũng mất cậu giúp tớ đi lúc nãy cô còn muốn đuổi bọn tôi mà giờ hối hận rồi à vũ nhược chuẩn bị đi cuộc chiến với tập đoàn long phi chính thức bắt đầu rồi